chọn VBET 1 VBET 2 VBET 1 VBET 2 để cho giá tiền hợp lý, mình có thể mua được pin to hơn cùng giá tiền đó. Nằm trong phân khúc nhóm thứ nhất DEF, chữ cái đầu tiên là chữ D, là lấy từ chữ Diamond. Chữ D đầu tiên, DEF là nhóm thứ nhất là không màu. Nhóm thứ hai là GHEZ gần như không màu, và các nhóm còn lại, các nước còn lại là màu. Lên đậm dần. Theo kinh nghiệm Vị Lăng thì mình nên chọn phân khúc nhóm thứ nhất hoặc nhóm thứ hai. Còn ở giữa thì nó lỡ cỡ, tiếng không tiếng mà lùi không lùi á, nói chung là kiểu lên chừng lắm. Hoặc là mình chọn luôn ở nước những nước cuối để nó có màu, thành ra giống như là đeo kim cương màu luôn thì sẽ ok hơn là chọn những nước ở giữa lỡ cỡ. Và mình chọn thông số thì VVS 1, VS 2, VS 1, VS 2 là được rồi. Tại vì đồ sạch FL hoặc là EF là không cần thiết, bởi vì mình nhìn mắt thường thì cũng không có phân biệt, không có chênh lệch được mấy. Nên là mình sẽ chọn VVS 1, VS 2, VS 1, VS 2 để cho giá tiền hợp lý, mình có thể mua được pin to hơn cùng giá tiền đó. Hoặc là nước cũng vậy, cũng nên chọn nước EF là cũng được. D thì D, EF thì thật ra nếu như mà những thông số như độ sạch, giắt cắt mà đẹp thì mắt thường mình nhìn sự chênh lệch giữa D, EF nó cũng không có nhiều. Nên là mình chọn tầm nước E, nước F, độ sạch VVS 1, VVS 2, 3 Excellent, bình quân non, bình quân tốt nữa. Và những thông số giắt cắt, chiều cao, độ rộng mặt bàn chuẩn nữa thì một viên kim cương tuyệt vời. Có một điều lưu ý là hai viên kim cương khi khách hàng quan tâm thường thì hầu như chỉ để ý đến là độ sạch nước, độ sạch và bao giờ Excellent. Thì hai viên kim cương mà cùng nước và cùng độ sạch cùng ba Excellent bình quang luôn cùng luôn thì sẽ chênh lệch với nhau chỗ trọng lượng, chỉ cần chênh lệch chút trọng lượng thì giá đã khác nhau rồi. Nên là chúng ta nên để ý một viên kim cương ví dụ như là 6.3 là tầm cỡ 1k, như vậy nếu như mà nhẹ hơn, giảm hơn thì viên nó sẽ giảm giá trị lại. Cho nên chúng ta phải chọn những thông số chuẩn để cho giá trị hợp lý, đúng theo tiêu chuẩn, tiêu chí và thông số của quốc tế để chúng ta làm tài sản và thanh khoản hợp lý. Và hiện tại giá kim cương đang có giá cực kỳ tốt. Nếu như trước đây chúng ta mua một chiếc lắc tay như vậy mà 27 viên mà 5.4 thì trung bình ở thị trường lúc trước đây là tầm cỡ 100, 120, 134 tùy nơi, là một viên nước đi á, 27 viên là đã trên 2 tỷ rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, những viên kim cương có giá cực kỳ tốt, và thời điểm này chúng ta nên đầu tư để thứ nhất là chúng ta làm trang sức hay là làm tài sản và làm những mẫu mà chúng ta thích nhất để phục vụ sở thích cảm xúc của chúng ta. Một viên kim cương 5.4 nước đi VVS 1 3 Excellent và thông số chiều cao mặt bằng đủ trọng lượng thông số của 5.4, viên không mỏng không dày, giá dao động từ chỉ 50 triệu đồng thôi, lên quanh khoảng 50 triệu đồng, quá tuyệt vời cho một viên kim cương tuyển chọn vào thời điểm đầu tư và mua chọn mua từ ngay bây giờ.